Những thực phẩm dầu protein giúp no lâu và giảm cân. 1. Phô mai tươi. Phô mai tươi có hàm lượng protein cao, chứa các loại vitamin B, canxi, photpho và selen, làm tăng cảm giác no và hỗ trợ giảm cân. Casein là một loại protein đặc biệt có trong phô mai tươi, thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. 2. Trứng luộc. Trứng luộc là món ăn nhẹ tiện lợi, dễ chế biến và mang theo, chứa nhiều protein. Một quả trứng luộc chứa khoảng 6g protein, giúp tăng cảm giác no. 3. Sữa chua Hy Lạp. Sữa chua Hy Lạp là loại sữa chua tốt cho sức khỏe, nguồn canxi si cung cấp men vi sinh, hỗ trợ chức năng miễn dịch. Khi kết hợp sữa chua Hy Lạp với việt quất hay các loại hạt, bạn có bữa ăn nhẹ vừa tốt cho đường ruột, vừa giảm cơn thèm ăn vặt. 4. Bơ đậu phộng và táo. Bơ đậu phộng là nguồn protein bổ dưỡng, khi kết hợp với táo sẽ cung cấp nhiều chất xơ và dinh dưỡng, làm tăng cảm giác no. 5. Bánh pudding hạt chia. Bánh pudding hạt chia có nhiều chất xơ và axit béo omega 3, giúp kiểm soát cơn đói, giảm viêm, hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ có trong hạt chia sẽ hỗ trợ tiêu hóa và mang lại cảm giác no.